rồi. Giá siêu rẻ. Giá chỉ có trên 4 triệu thôi. Cặp loa này thì giá của nó còn rẻ hơn cặp 450C rất nhiều các bác nhá. Đây là lý do mà có một bác khách sáng nay đã đến cửa hàng Doãn Hưng rất là sớm, muốn tuyển cho mình một cặp loa. Ở đây sáng nay thì bác khách đã muốn sử dụng là một cặp loa full các bác nhé. Nhưng mà khi nghe sang loa này phê quá là bốc luôn. Vì loa này thì nãy giờ thì mấy anh em đã thử cả với cái dòng loa siêu lời VPK kia, anh em về cả về loa full 30 này. Cả loa full 30 mà chưa chắc đã ăn được. Đây, loa full 30 giá của nó đắt hơn gấp đôi nhưng mà nó cũng ngang tầm. Thử hẳn với loa full giá đắt hơn gấp đôi. Cắm sang cái loa VPK giúp anh cái rút giúp cắm loa VPK cũng không sáng bằng các bác nha. VPK không ăn được cái loa này, loa full 30 còn chả ăn được nó đấy. Còn VPK này thì nó cũng là hàng còn rất có tên tuổi và nó là dòng siêu lời đấy. Con này lời của nó rất là sáng. Nếu mà nói về VPK thì ít có loa địch được lời, nhưng mà có cảm giác vẫn không ăn được thằng Poliso này. Bát đánh không bao vàng mà lời tối hơi không sáng bằng. VPK này thì liên hệ cho Doãn Hưng nhé. Con này nó đắt hơn cái dòng V3X8i. Con này với con này giá tiền ngang ngang nhau các bác nhé. Nhưng mà con này thì nó đập chết con VPK. Con này nghe nó phê kinh khủng luôn. Này, các bác xem nội thất của nó thì mini các bác nhé. Bên trong của nó nhìn nó rất là đã. Con này nó sử dụng chép kèn tỏa ra hai bên.
các bác có thể xem qua hình ảnh. Đây, phần tần của nó rất gấu anh em, phần tần nó cực gấu. Này, bát của nó này. Đẹp, chất. Đúng hàng thương hiệu Italy. Dép của BNC. Anh nha, đấy. Phễu kèn của nó nhìn đã đời. Số lượng có nhiều anh em nhá, tạm thời bên em về vài cặp giới thiệu các bác vậy thôi. Số lượng rất nhiều. Đấy, và giá nó chỉ có trên 4 triệu thôi. Trên 4 triệu các bác chơi cặp này thì lý do tại sao nó có giá tốt là vì cái cặp này các bác để kệ thì nó trông nó hơi dị dị đúng không ạ? Để thì trông để kệ thì chúng ta nhìn nó không được quá đẹp. Đấy. Cái này có thể các bác để nằm như này hoặc có thể để đứng. Và đẹp nhất là anh em treo lên. Đấy, lý do mà cái loa này nó có giá nó hợp lý. Đấy, là vì nhiều bác sẽ kén cái chỗ để một chút đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái loa này các bác treo lên thì nó sẽ cực đẹp. Đấy. Và quan trọng chơi âm thanh thì nó phải là chất âm hay đã. Và nếu như anh em mua hai cặp này, hai cặp này giá mới bằng một cặp loa full các bác nhé. Các bác để kệ, các bác để chồng với nhau như này, hai cặp để chồng với nhau như này thì lại quá tuyệt vời. Đấy. Doãn Hưng vừa thấy được là khi để lồng lên mà chúng ta để kệ hai cặp như thế này thì nó là đỉnh các bác nhé. Là như thế này thì miễn chê rồi, nó sẽ rất hợp lý. Đấy, nó thành một cái khối hình vuông vuông như thế này rất đẹp. Đấy, và chơi hai cặp thì không còn gì để nói nữa các bác nhé, vì một cặp nó đã nghe nó còn đỉnh hơn cả một cặp loa full này. Giá đã gấp đôi rồi thì các bác chơi hai cặp này thì chả có cái loa full nào có thể địch được nó. Đấy, số lượng tạm thời bên em không có nhiều các bác nhé. Này, đây, bác khách vừa chốt xong có lại bảo là quảng cáo ảo các bác nhé. Đấy, khách vừa chẳng lên xe xong chuẩn bị về đây. Đây thông số đằng sau của nó đây anh em. Đây, Purin sâu này. Đấy, con này mã của nó là DR10. DR10. Con này không biết là cách cửa hàng cũng có hơn chục cây thôi. Đấy, rất đẹp anh em nhá. Thùng gỗ ván ép. Đấy, sơn sần mịn. Càng của nó rất là chắc chắn. Giá nó chỉ bằng loa cỏ thôi anh em nhá. Giá nó chỉ bằng một cặp loa cỏ trên 4 triệu. Đấy, rẻ hơn 450C rất nhiều nhưng mà đảm bảo các bác là hay hơn nhiều, vì Doãn Hưng vừa test cùng với lại cặp full 30 cũng như là cặp VPK đấy. Con này vẫn đỉnh hơn các bác nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho Doãn Hưng. Số lượng thì tạm thời này với em còn là một đôi nữa và mai kia sẽ tiếp tục về hàng. Cái loại nó hay như thế này thì kiểu gì cũng sẽ nhập tiếp về bán cho anh em. Thôi các bác nhá, em chào các bác, hẹn gặp lại anh em ở clip khác.